Đường Trần Phú là một trong những tuyến đường nội ô trọng điểm của thành phố Cần Thơ. Tuy nhiên, do hiện trạng đường xuống cấp hư hỏng và thường xuyên ngập nghẹt, ảnh hưởng đến việc đi lại, nên sau khi thành phố Cần Thơ có chủ trương, Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều xúc tiến triển khai công trình nâng cấp mở rộng tuyến đường này. Đường Trần Phú có chiều dài gần 1,2 km, điểm đầu tuyến tại vòng xoay đường Cách mạng tháng 8 Nguyễn Trãi, điểm cuối tuyến tại trụ sở Phòng Cảnh sát Giao thông Đường thủy. Tổng kinh phí xây dựng gần 40 tỷ đồng từ ngân sách, bao gồm các hạng mục như nâng cấp đường, thảm nhựa và mở rộng theo quy cách loại đường phố khu vực có tốc độ thiết kế 50 km/h, mặt đường loại cao cấp A1. Ngoài ra còn có hệ thống cống thoát nước, cây xanh chiếu sáng và vỉa hè hai bên. Dự kiến đến tháng 10 năm 2022 sẽ hoàn thành công trình này. Để hoàn thành công trình theo kế hoạch, đơn vị thi công đường Trần Phú cho biết. Đơn vị triển khai đồng loạt luôn, mở thêm nhiều mũi thi công nữa cho tiến độ nó nhanh. Là quyết tâm từ đây tới Tết Nguyên Đán là phải xong một bên tuyến cống của bên nhánh phải,